Cam đã nuôi hai em bé bằng sữa mẹ như thế nào? Hello, xin chào mọi người, là Bánh Cam đây. Nói nuôi bằng sữa mẹ mà đi rửa bình sữa hả? Thật sự khó lòng lắm mọi người. Cam sinh hai bé nên là việc ti trực tiếp rất là khó khăn. Nên ngoài ti trực tiếp ra thì Cam còn hỗ trợ bằng bình sữa nữa. Sữa mẹ chỉ đủ có khoảng 70-80% thôi mọi người, còn lại mình thêm sữa công thức nè. Nên bình sữa cũng xem như là một vật dụng rất là quan trọng đối với Cam. Cam nhớ hôm bữa các mẹ có hỏi Cam là cho bé ti bình sữa gì thì Cam nhìn lại thì đa phần là Cam cho bé ti bình sữa Bijan nè. Cam mua đủ loại luôn nha. Bình này Cam đang cầm là bình sữa Bijan thế hệ 3. Nghe thế hệ 3 thì khác gì ta? Theo như Cam đọc qua thì ti của bình sữa thế hệ 3 này á, nó mềm mô phỏng giống như ti của mẹ vậy đó. Điều đặc biệt Cam thích ở bình sữa Bijan thế hệ 3 này đó chính là khớp ngậm. Vì trên đầu nấm á, có đường khớp ngậm giúp cho các mẹ dễ xác định được là bé có đúng khớp hay không. Đó, con Cam đang khóc sùm luôn á, Cam đưa bình sữa vô là đính liền. Mà những lúc gấp rút như vậy nè mà còn tìm khớp ngậm nó thì em bé rất là khó chịu nha. Nên bình thế hệ 3 này tiện vô cùng luôn. Em bé đang gấp rút như vậy á, Cam đưa vào là em bé đúng khớp ngậm liền, không cần phải sữa gì hết. Con trai yêu đang ti ngon lành luôn nè mọi người. Chậm vía, đáng yêu quá. Cho ti xong thì sẽ làm gì đó chính là phổ ợ. Nhưng mà từ khi sử dụng bình thế hệ 3 này á, Cam thấy hình như là cái van thoát khí được cải thiện rất là nhiều á. Cam thấy em bé của Cam đỡ bị đầy hơi nhiều hơn so với lúc trước nè. Còn bình này là nhựa BBSU được sử dụng trong y tế nên là mọi người hãy yên tâm nè. Có màu vàng nhạt mật ong nên là chịu nhiệt được rất là tốt, được tới 180 độ C lần đó. Mọi người trải nghiệm thử xem như thế nào nha. Hạnh phúc của một người mẹ bỉm á chỉ loanh quanh những đứa con thôi đúng không mọi người? Cam cho em bé ti giỏi, ngủ ngon và chơi với con vui vẻ là Cam thấy hạnh phúc lắm rồi. Nên món đồ nào tốt nhất cho con á thì Cam cũng ưu tiên hơn. Các mẹ hãy trải nghiệm thử và chia sẻ cảm xúc với Cam nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye mọi người.